Ok, chào các bác. Ấy, hôm nay chào các bác nhá, chào các bác, chào tất cả các bác. Ấy, hôm nay là em quay video về cái cây kiếm trắng tuyên quang, một trong những cây kiếm mà rất là nhiều người yêu thích và đam mê và rất là muốn sở hữu cái cây này. Đấy, cây kiếm này thì bụi của em rất là to. Nó khoảng tầm độ 20 thân, hai mấy thân, 30 thân gì đấy. Các bác ạ. Đấy. Cái cây này thì nó là cây kiếm trắng cánh bầu tuyên quang, kiếm trắng tuyên quang ấy, cứ gọi cây tuyên quang là gần như ai cũng biết. Nếu nói cây trắng này, thân lá nó đây tổng thể thì nay giới thiệu với các bác về cái cây kiếm trắng tuyên quang này thì nó cũng đơn giản thôi, thân lá thì nó cũng chẳng khác gì mấy cái dòng khác cả. Đấy, thì em muốn nói cái này nó là dòng kiếm lô hội, nó là dạng đột biến kiếm từ kiếm trắng tím ấy, từ trắng tím ra. Từ trắng tím ra thì nó đột biến ra cái cây này, hoa nó trắng tuyền. Có thể là đôi khi cánh hoa này, các thứ thì nó thì khuôn khuôn hoa, khuôn bông với các thứ là nó sẽ không hề thay đổi, nhưng mà có thể là màu sắc đôi khi nó thay đổi một chút. Có thể có năm thì nó vàng hơn, có năm thì nó trắng hơn. Cây này vẫn là một trong những cây mà được nhiều người yêu thích nhất, bởi vì cần hoa của nó rất là đẹp, thân lá đẹp, rất to. Thân lá cái này thì nó có thể to lên đến tầm bằng cái bốn đầu ngón tay của người lớn. Bốn đầu ngón tay nó rất to luôn. Cái này nhà em có từng những có những cái củ cực to. Nhưng mà đấy là do là mình nuôi chăm tốt với cả mình cho ăn nhiều nắng. Thì là cây thì nó to thôi, cái pha trí nó cũng vậy. Nhiều người nuôi củ bé nhưng mà nhiều người củ rất to. Đấy. Nhưng cây này nó là một trong những cây em đánh giá là nó là cây rất là đẹp. Từ tổng thể thân lá cho đến hoa rồi cánh hoa các thứ. Đấy thì đây là một chậu khoảng 30 thân, 25 30 thân gì đấy. Nhưng mà các bác cùng ngắm xong em sẽ phân tích một chút để các bác nhìn thân lá rồi thì nhìn hoa các bác biết là cây này nó có phải là chuẩn cây tuyên quang hay không. Nếu mà chuẩn cây tuyên quang thì là các bác cứ mua thôi. Bởi vì cây này nó đẹp mà. Cái này nó là trong những cái lô hội em đánh giá nó là cây này rất cao. Cây này với cây còn cây kiểm trắng Điện Biên nữa cơ. Thì vài hôm nữa nở thì em sẽ quay để các bác cùng ngắm. Đấy, nhưng đây cái chậu kiếm này là chậu kiếm rất đẹp. Rất nhiều hoa. Được đâu đó 5 7 cần gì đấy. Đấy nhưng rất nhiều hoa. Thì em nói sơ lược về cái cây kiểm trắng Tuyên Quang này một chút. Cây này thì gọi là kiểm trắng Tuyên Quang bởi vì là nguồn gốc xuất xứ là từ Tuyên Quang, chứ em cũng chẳng biết là các bác như xuất xứ nhà ai hay thôn nào em không biết. Bởi vì cái bác mà bác ấy lấy về ấy thì là cái bác ấy thì bác ấy bảo là lấy ở Tuyên Quang về. Nhưng mà đôi khi nhỡ đâu cái này nó ở chỗ khác sao. Đấy nhưng mà chung quy thì bây giờ thì cây này thì tất cả giới chơi lan là đều gọi cây này là cái kiếm trắng Tuyên Quang. Cái kiếm trắng tuyên quang này thì nó rất là phổ thông chứ nó không phải là hiếm gì cả. Nó có được tầm chắc phải gần chục năm rồi. Năm nay là năm 2019, bây giờ hiện giờ thời điểm em quay video này là tháng 5 năm 2019. Thì cây này có khoảng tầm 5 6 năm gì đấy là em biết đến nó. Nhưng mà bởi vì là các bác mang về các bác mỗi người gọi tên. Đấy. Về sau thì bây giờ thì em nhận ra một cái khuôn hoa chuẩn này với cả tổng thể cần hoa rồi thì bông hoa, cánh hoa, thân lá thì cây này thì nó chính xác là cây tuyên quang. Đấy, thì về sau thì là các bác xem cái video này thì các bác biết là khi các bác mua cây tuyên quang thế nào nó là được chuẩn. Đây em xin nói sơ lược về cái cây này một tí. Đấy, cây này thì nó là thân lá. Nó là dòng thân lá to, mầm nó xanh sạch, mầm xanh sạch và không bị ám tím. Thân lá của nó thì ra mầm thì quanh năm rồi. Ra mầm quanh năm, mầm ra cái là màu xanh sạch luôn. Còn xanh ám tím thì nó là cây khác, không phải là cây này. Cái cây cây này thì có thân lá to khoảng lá của nó thì to khoảng 2 cm đến 3 cm. Còn chiều dài lá của nó thì do tùy người nuôi, vườn nhiều nắng ít nắng nhưng mà nó dao động từ khoảng 5 60 đến
70-80, thân lá rất to, củ của nó thì củ to lắm, củ to khoảng tầm độ những cái củ bé của nó cũng phải 3 sen rồi, còn củ to nó phải rộng 5 sen, cao 8 sen, 8-9 sen, nó to như cái muế, có những củ to như gần như cái muế luôn, hoặc to hơn cái muế, những củ cái muế nhỏ thì nó to hơn cả củ cái muế, còn những cái củ mà bé thì nó chỉ như lơ hội thôi, nó chẳng giống cái cây kiếm nào, nó đấy nôm na là như vậy. Thì bây giờ em sẽ quay gần đến cái cây, cái bông hoa nó để các bác cùng xem nó như thế nào. Đấy, đấy. Đây, đây là cái tổng thể của một cành hoa nó. Thì nó có bông nở đầu tiên ấy, và bông nở nó chưa nở hết, nó đã nở khủng khiếp rồi. Thì những cái bông một cành hoa nó thì nó rất là dài, dài tối đa như em biết là khoảng tầm 1 mét, 1 mét đến 1 mét 2. Số lượng bông nó tầm khoảng tầm độ 50 bông, tùy vào cái chiều dài và chiều độ khỏe của cây. Thì trong những cái bông lô hội khác thì cái cây lô hội này thì nó có một cái đặc trưng, đó là chính là cái cánh hoa nó ấy. Thì thường là nhìn nó sẽ dễ nhận ra hơn, đó chính là bộ cánh nó vai ngang và hai cánh đài hoa của nó thì xéo lên trên, với cánh trên thẳng cùng cánh đài trên. Bông nào nó cũng thế, trừ những cái bông từ bông số 1 đến bông số 3 ấy, thì nó sẽ khác nhau. Từ bông số 1 đến bông số 3 này có cây nó sẽ là vai xuôi, có cây thì vai nó sẽ đâu nhỉ? Đây. Đây là bông thứ 2. Bông 2 bông trong cùng kìa. Nhưng mà này hơi tối, nhìn hơi khó. Rồi. Bông thứ 2 đây. Vai nó xuôi hơn, còn những cái bông từ thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở đi thì vai nó sẽ ngang ra. Hai cánh hoa dưới thì ba cánh đài ngoài thì hai cánh đài dưới nó sẽ ngang. Lưỡi trắng. Đấy. Không những là một hai bông mà từ những cái bông thứ 3, thứ 4 trở đi thì nó sẽ như vậy hết. Đây, cái này, cái này. Cái này. Đấy. Cái này thì nhìn nó tổng thể nó dễ hơn. Nó chỉ từ bông thứ 4. Thường thì tất cả những bông thứ 4 trở ra thì nó sẽ đều vai ngang hết và dạng cánh bầu. Còn những bông ở dưới thì nó tay hoa thì nó không thể thăng hoa bằng những cái bông ở tầm độ bông thứ 4, thứ 5 trở ra. Bông thứ 4, thứ 5 đến bông thứ 10 ấy, thường là những bông đẹp nhất. Còn những cái bông mà từ sau những cái bông thứ 15 ấy, thì trở ra thì bông nó sẽ nhỏ hơn. Và khi mà chụp những cái bông nhỏ thì nó giống kiểu dạng cánh sen. Bởi thế là những cái cây này thì không nên chỉ nhìn một bông, mà cần phải có nhiều bông trên một cành hoa thì mới đánh giá được một cây là nó form và cánh và tay hoa nó ra làm sao. Chứ nếu như mà chỉ nhìn bằng một bông ấy thì nó sẽ rất là khó. Một bông rất khó, bởi vì một bông ví dụ như những cái bông ở dưới này. Đây, bông dưới mới nở hé hé thì chụp thì kiểu dạng cánh sen này thì sao nhận được, sao nhận ra cái gì được, không thể nhận được. Còn khi nó nở căng như này thì nó sẽ dễ nhận ra hơn. Dạng cánh ngắn này, dạng cánh sen thì thường thì những cái chỉ dành em kiểu chụp dạng cánh sen thì chỉ dành cho những cây tiên vũ, những cái tiên vũ cánh bầu. Khi mới nở thì bông sẽ rất là tròn, còn những cái bông mà nó nở lâu rồi thì nó sẽ cánh nó sẽ bị vặn, bị quăn cánh, cánh nó sẽ bé. Còn những cái cây mà cánh to thì nó cũng ít khi mà nó phẳng cánh từ đầu đến cuối. Để mà kiếm một trong những cây phẳng cánh thì gần như là điều rất rất ít. Và những cây đấy thì giá tiền rất là cao, toàn mấy chục triệu củ thì nó rất là khủng khiếp, rất là đắt. Thì trong cái phạm trù lô hội ấy,
thì em cũng chỉ khuyên là cây này nó là một cây đáng chơi, còn trong phạm trù Hồ Tiên Vũ thì nó có nhiều cây lắm. Tiên Vũ thì nó quá nhiều. Lộ hội thì cây này thì em giới thiệu rồi, là một cây rất đáng chơi so với những cái cây lộ hội khác. Cái này em đánh giá nó sau cái Điện Biên. Cây Điện Biên nó là một cây rất đẹp. Và sau cái Điện Biên thì cây này là cây cần hoa dài nhất. Giờ cần cần hoa dài thứ hai. Bởi vì cây Điện Biên cần hoa rất dài, cây Điện Biên cần hoa dài khoảng tầm 1,5 mét. Đấy là cần hoa tối đa. Còn những cây yếu thì nó chỉ bé vài chục cm. Nhưng những cây khỏe là nó đều chạm mốc khoảng từ 1,2 đến 1,5 mét và cần rất to. Cây cần to thô. Còn cây này thì cần nó vừa phải mà hoa nó rất là dài. Thường thì khi mà định nghĩa về về một 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 cây hoa ấy, thì thường là cái lá dài đến đâu thì là hoa dài đến đấy của tất cả các loại lan. Lá dài khoảng 1 mét thì là hoa nó dài khoảng 8-90, tùy có thể là 70, đấy là do núi yếu. Còn những cái cây mà nó khỏe, lá mà dài 1 mét thì hoa nó phải cán mốc là 90. Nó xem xem. Ít khi mà cái lá nó ngắn mà hoa nó dài, trừ những cái dòng nó ăn nhiều nắng như cái dòng Huế. Dòng Huế nó có cây lá ngắn nó 4-50 phân thôi, 4-50 cm, nhưng mà cái hoa nó là dài 7-80 cm. Bởi vì dòng Tiên Vũ nó khác, còn dòng Lô Hội thì theo đánh giá là thân lá với cả cần hoa nó sẽ dài xem nhau, nó không 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 có điều khác biệt nhiều. Cứ nhìn cái nào lá dài hoa dài, lá ngắn hoa ngắn, trong cái điều kiện là như nhau. Chứ còn nếu mà trong cái điều kiện mà một nhà nuôi mát, một nhà nuôi nuôi nhiều nắng, nhà nuôi ít nắng ấy, thì cái nhà nuôi ít nắng thì bao giờ nó sẽ lá nó dài như cần hoa thì nó chỉ thế thôi. Còn những nhà nào cây nào mà nuôi đủ nắng ấy, thì nó sẽ như nhau và không có sự chênh lệch nhiều. Đây là cận cảnh của cái bông kiếm trắng kiếm quang. Rồi, cảm ơn các bác, chào các bác.